Xin chào các bạn nha, mình có tổng hợp ra 4 cái lối cho năm 2021 rất là khó để mà xét duyệt bật kiếm tiền cho kênh YouTube. Xin chào các bạn nha. Trong năm 2021 này mình cũng cảm thấy là rất là khó khăn cho công việc làm YouTube. Mình có tổng kết ra 4 cái lỗi rất là quan trọng để tránh, để khắc phục, để có thể bật được kiếm tiền trong năm 2021. Nhưng đương nhiên là nội dung thì phải hay rồi, theo chủ đề rồi. Nhưng mà có 4 cái lỗi quan trọng thế này. Lỗi thứ nhất là tiêu đề. Tiêu đề, đặt tiêu đề video không phù hợp với nội dung gây hiểu nhầm, bắt trend hot ấy, tiêu đề một nẻo nội dung một đằng thì cũng là một cái lỗi rất là nặng để không được bật kiếm tiền. Cái lỗi thứ hai là 4.000 giờ xem và 1k sub thì cái đấy đương nhiên rồi, nhưng mà cái trong cái video các bạn làm quá dài, video 1 tiếng chẳng hạn và để tự phát mà thì sẽ cũng là một lỗi rất là nặng để không được bật kiếm tiền. Ví dụ ta làm một cái video làm 1 tiếng chẳng hạn, 30 phút 1 tiếng, xong rồi ta vào quán net chạy thì cái lượt là giờ tăng rất nhanh nhưng mà sub thì không tăng tự nhiên, không tương đương tỷ lệ thuận với giờ xem thì cũng rất là khó bật kiếm tiền. Cái lỗi thứ ba là mua giờ chạy và mua sub, tức là ta dùng những cái máy chạy ấy, giờ xem nó tự nhiên nó tăng rất là nhanh trong một thời gian ngắn thì cái đấy họ cho là cũng là không thật, không tự nhiên thì cũng sẽ rất là khó bật kiếm tiền, họ sẽ không xét duyệt cho. Lỗi thứ tư là ảnh đại diện tương đồng với video khác không trùng khớp với tiêu đề. Ví dụ ảnh đại diện lấy từ một ảnh đại diện thì lấy thì trùng với một cái video đang rất là nhiều view, rất là nhiều lượt xem của một kênh khác đặt cho cái video của mình thì nó không trùng với cái nội dung video của mình thì đấy cũng là một, đây là lỗi thứ tư họ YouTube sẽ không bật kiếm tiền cho. Tốt nhất là ảnh đại diện lấy từ video của mình.